scooter là 2,6 triệu nha, vé bao vận chuyển rồi nghe cô chú anh chị. À, mình khai thác này, à, mình khai thác mình thấy cô chú anh chị thấy nó chạy theo kim đồng hồ không? À, theo kim đồng hồ á, à, cô chú từ đây số 12 này chạy qua số 1 này, à, số 2 này là nó kim đồng hồ ha, theo kim đồng hồ này. Bây giờ nó chạy ngược qua từ số 12 chạy qua số 11, số 10 là ngược ngang cô chú anh chị. Đây ngược kim đồng hồ này. À, cô chú anh chị thấy không? À, tắt nó mới thấy rõ được, tắt nó chạy chậm này cô chú anh chị mới thấy rõ được. Đó. Motor này thì motor toàn phát hàng lên chất lượng cao. À, lỗi đồng 100%. Đây cái thùng của nó đây cô chú anh chị. Thùng của nó đấy, hả? Xin chào cô chú anh chị đã đến với kênh motor điện toàn phát Văn Thái cô chú anh chị. Thì hôm nay Văn Thái sẽ review và báo giá con motor vỡ gan toàn phát của chú anh chị, 2,2 ca ngợi của chú anh chị. Và đặc biệt đó thì anh khách anh Trung ở Tây Ninh á, anh có nhờ Văn Thái bắt cái thầu giao để chiều của chú anh chị. À, có nghĩa là anh về anh rát luôn cái máy tiền của anh nên anh nhờ Văn Thái đấu giao cho anh và anh về anh cho nó chạy theo chiều kim đồng hồ và ngược kim đồng hồ của chú anh chị. À, giờ Quang Thái quay cho cô chú anh chị xem nhé. Thì con này là con motor gan, vỏ gan, vỏ jet đó cô chú anh chị. 2,2 ba ngựa nè, cô chú anh chị ạ. Tua chậm là tua 1,4 cô chú anh chị ha. 2,2 ba ngựa nè, cô chú anh chị ha, tua 1,4 nè. À, thì ampe tối thiểu và ampe tối đa của nó, ampe tối thiểu nó là 5,5 ampe nè. Ampe tối đa là 11 ampe của chú anh chị. À, và đặc biệt, cái đợt này bên Tổng Phát thì đã cải tiến bi NSK của Nhật nha cô chú anh chị. À, bi trước này, bi trước là 6205 ha. À, bi trước này, à, anh chị ha. Bi trước là chrome này. À, F này là bi trước ha. 6205 và bi sau này. À, bi sau black là 6204 ha, bi sau bánh quạt ha. Motor giải nhiệt rất là tốt, motor này nó cũng khá là nặng cô chú anh chị. Trọng lượng nó nặng tới 27,5 kg này cô chú anh chị ạ. À, giờ còn thay test cho cô chú anh chị xem. Thì cầu dao này á, là nó đảo chiều chạy motor nha cô chú anh chị. À, thì mình thấy có làm dấu này, có làm dấu đỡ cái này để mình hình để mình thấy nó chạy ha. Nó có cái hiệu tổng phát ha. Bây giờ mình thấy bật automatic này, bật automatic này cô chú anh chị. À, bật automatic ha. À, thì bây giờ nó đang chạy theo kim đồng hồ nha cô chú anh chị. Có thể nhanh như thế này thì cô chú anh chị không thấy nhưng mà mình thấy tắt này đó thì nó chạy theo kim đồng hồ cô chú anh chị ha. Đó cô chị cho anh chị ha. Về bật cầu dao ha, đảo chiều chạy của chú anh chị ha. Đây này, mình đảo xuống đây của chú anh chị, đảo xuống này. Đó, giờ mình thay bật automatic này. Đó, thì nó đang chạy theo ngược cái đồng hồ của chú anh chị thấy không? Có nghĩa là đảo chiều chạy của chú anh chị. À, Quang Thái sẽ tắt này. Đấy, à, tắt này nó của chú anh chị sẽ thấy này. Đó, thấy không? Thấy là nó chạy ngược kim đồng hồ ha. Và Quang Thái đè bên này này, đè bên này là nó chạy theo kim đồng hồ, nó chạy xuống như này nghe cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn này. Đó, chạy theo kim đồng hồ ha của chú anh chị ha. Nó tơi chạy rất là êm. À, vỏ gan rất là chắc chắn ha. Giá là 2,6 triệu nha cô chú anh chị. Motor 3HB này là giá là 2,6 triệu. À, còn cái này dưới dây là 100.000 riêng. À, thì cái này anh khách anh nhờ Quang Thái bác thì Quang Thái bác mua bác dùm cho anh thôi. À, cái này là dây với cái cầu da đảo chiều này thì 100.000 nữa. À, còn motor là 2,6 triệu nha. Giá bao vận chuyển rồi nghe cô chú anh chị. À, Quang Thái tắt này. À, Quang Thái tắt thấy cô chú anh chị thấy nó chạy theo kim đồng hồ không? À, theo kim đồng hồ á. Cô chú từ đây số 12 này chạy qua số 1 này. À, số 2 này là nó kim đồng hồ ha, theo kim đồng hồ này. Bây giờ nó chạy ngược qua từ số 12 chạy qua số 11, số 10 là ngược ngang của chú anh chị. Đây ngược kim đồng hồ này. À, cô chú anh chị thấy không? Đó, tắt nó mới thấy rõ được, tắt nó chạy chậm này của chú anh chị mới thấy rõ được. Đó. Motor này thì motor toàn phát hàng lên chất lượng cao. À, lỗi đồng 100%. Đây cái thùng của nó đây của chú anh chị. Thùng của nó đấy, ha. Đấy, 275 này. 2,2 BHB motor toàn phát. À, nó đặt nhà máy tại km 34 cộng 500 quốc lộ 5 này, cụm công nghiệp Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải Dương nha cô chú anh chị. À, motor này là motor tiêu chuẩn quốc tế chú anh chị ha. Tiêu chuẩn cho vỡ gan ha. Trọng lượng thì nó cũng khá là nặng, 27,5 kg này. Vỏ đồng 100% ha. 100% là dây đồng ha cô chú anh chị ha. Thì khá là êm chú anh chị ha. À, thì giờ Quang Thái cho chạy lại một lần nữa cho cô chú anh chị xem. Đấy, à, chạy khá là êm nha cô chú anh chị. Đấy, tôi chạy rất là mượt. À, cánh quạt lớn nè, giải nhiệt rất là tốt cô chú anh chị ha. Mà bên Quang Thái chuyên cung cấp motor toàn phát cô chú anh chị. À, bán cho cô chú anh chị và khách hàng trên toàn quốc thì motor bán bảo hành 6 tháng, loại đổi mới nha cô chú anh chị. Và phụ tùng và phụ kiện ở bên Quang Thái bi nè. À, tụ này, cánh quạt này, cái trong này nó có công tắc văn, có vùng thì kêu là
thì vùng miền của chú anh chị có vùng thì kêu là công tắc văn, có người có vùng thì kêu là mặt vít ngang của chú anh chị, nó nằm ở sau đuôi này. À, như bộ motor vỏ nhôm như cái này này là nó nằm ở trước, à, mà này motor vỏ gang thì nó nằm cái bú văn cái mặt vít á là nằm phía sau ha của chú anh chị ha. Còn cái vỏ nhôm á thì vỏ nhôm như cái dòng này này thì cái bú văn nó nằm ở trước đây ha của chú anh chị ha. À, thì motor tổng phát theo Quang Thái tìm hiểu thì được thành lập khá là lâu rồi của chú anh chị. Nó thành lập từ những năm 2002 thì Quang Thái tính đến nay cũng là 22 năm rồi của chú anh chị ạ. Mẫu mẻ rất là đa dạng của chú anh chị, hàng xài rất là ổn định, được khách hàng của chú anh chị đánh giá và dùng nhiều rồi, đánh giá rất là tích cực. Thương hiệu Toàn Phát là thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, nhất nhì ở Việt Nam mình ở cái phân khúc là motor hàng Việt Nam nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip. Quang Thái sẽ báo giá lại một lần nữa nha cô chú anh chị. Motor 2 ký 2 là 3 HP nè cô chú anh chị. Vỏ gang này thì giá là 2.600.000 bao vận chuyển nha cô chú anh chị. Cái này công tắc với dây điện thì 100.000 tính riêng nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip. Xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip lần sau. Thank you.